chúng ta chỉ cần reset lại những cái phần mềm thôi chứ không cần phải gót lại như lúc trước nữa. Thì trước khi cài thì mình cũng chia sẻ các bạn để mà tiết kiệm thời gian và các bạn nhanh chóng cài lại các phần mềm mà không mất nhiều thời gian thì thường mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách mình hay sử dụng, đó là mình sẽ copy những cái phần mềm trên để cài lại toàn bộ á. Thì những cái phần mềm sau khoảng thời gian thì trên máy đó có rất là những cái phần mềm mình cài mà mình không sử dụng á. Thay vì các bạn ngồi xóa thì nó sẽ không hết toàn bộ. Tuy nhiên thì các bạn reset lại thì nó sẽ hết toàn bộ và làm cho cái máy của mình nó nhẹ hơn. Thì những cái phần mềm mà mình review thì không xài thì mình sẽ gỡ bỏ bằng cách là mình reset lại toàn bộ ha. Thì những cái phần mềm nào mình hay sử dụng thì mình sẽ lưu vào một cái thư mục để khi mà các bạn cài các bạn sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Và đặc biệt hơn các bạn nên những cái trang web mà các bạn thường hay truy cập các bạn cũng nên copy những cái đường link vào một cái file Word ha. Một cái file Word nào đó để khi mà các bạn muốn truy cập nhanh lại thì các bạn chỉ cần copy lại những cái trang web mà các bạn hay sử dụng thôi. Đỡ mất thời gian các bạn đi tìm trên Google thì nói chung cũng được nhưng mà nó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Và những cái phần mềm thông dụng thì các bạn nên cài là nên copy và chuẩn bị sẵn ha. Thì Photoshop thì thường mình vẫn khuyên các bạn nên chuyên Photoshop các bạn cài từ cái bản thấp tới cao. Thì khi mà các bạn setup từ cái bản thấp các bạn setup một lần thì nó sẽ tự động, các bạn cài cái bản cao lên thì nó sẽ tự động nó đồng bộ những cái dữ liệu và menu luôn, các bạn không cần phải cài thêm nữa ha. Thì đây là những cái cách mà mình hay sử dụng thôi. Rồi bây giờ mình sau khi reset xong thì mình sẽ tiến hành cài lại những cái phần mềm mà mình đã chuẩn bị trước đó để cho tiết kiệm được thời gian hơn. Thì bình thường đây là những cái cách mà mình đã sử dụng, mình thấy nó khá là hiệu quả. Tại vì mỗi khi mà các bạn sử dụng, các bạn cài lại máy, các bạn đi tìm những cái phần mềm hoặc là các bạn nhờ người khác cài lại thì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian. Khi mà các bạn tự mình đi lên Google tìm hoặc là các bạn tìm những cái người nào mà trước đó đã cài lại thì nói chung là các bạn không biết thì bắt buộc thôi. Còn các bạn biết rõ, biết những cái cách này thì các bạn sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian trong cái quá trình mà các bạn giống như là reset lại máy. Thường thì các bạn sử dụng, các bạn cảm thấy cái máy của mình nó nặng hay nó chậm thì các bạn nên cài lại. Thì hiện tại thì còn những cái phần mềm AI nó rất là nặng nên các bạn sử dụng thời gian chắc chắn nó sẽ nặng máy, nên chính vì thế nên mình vẫn khuyên các bạn nên cài lại sau một khoảng thời gian. Nếu như các bạn thấy nó chậm quá đó thì các bạn sẽ cài lại ha. Rồi ok, xin cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.